chào các bạn đến với một cái vlog khác của Nhi. Hiện tại bây giờ đang là 5 giờ rưỡi sáng, gần 6 giờ ở Singapore. Bình thường Nhi không có ra sân bay sớm như vậy, nhưng mà Nhi nghĩ là không phải là do lỗi của Nhi mà do lỗi của Singapore càng ngày càng nhanh đó bạn. Một trong những cái lý do Nhi làm cái video này bởi vì đây là kinh nghiệm Nhi đúc kết lại sau 11 năm ở một đất nước phát triển, cộng với chuyện đi ra sân bay rất nhiều. Và sáng nay Nhi chợt thấy một cái chị Việt Nam gặp đúng cái vấn đề của Nhi 11 năm về trước, cho nên là Nhi muốn làm video này chia sẻ với các bạn. Đầu tiên, Singapore khi mà các bạn đi qua cửa immigrant hay là gọi là cửa hải quan, nó tốc độ nó rất là nhanh. Giờ bạn xuống taxi, bạn scan cái passport của bạn là bạn đã có thể in cái thẻ lên máy bay, và bạn đã cà cái passport của bạn đi qua cái immigrant và đi vô luôn. Nhi nói với các bạn là chưa tới 3 phút luôn, chưa tới 3 phút là bạn đã ở trong khu vực chuẩn bị bay rồi. Rồi xong từ cái chỗ đó bạn bước đến cái cổng của bạn, không biết cổng nào, cổng ra máy bay tùy, thì cùng lắm 10 đến 15 phút. Tức là thật sự nếu bạn ra máy bay sớm quá, bạn ra sân bay, Nhi là Nhi ra trước 1 tiếng rồi các bạn. Chuyến bay của Nhi là 7 giờ đúng không? Bây giờ đang là 5 giờ 50, tức là bạn nghĩ đi có 1 tiếng. Thường là họ phải cho mình lên máy bay trước 45 phút 1 tiếng đúng không? Mà hiện tại giờ cái cổng phía sau Nhi nó còn chưa mở cửa luôn, các bạn thấy nó tối thui vậy. Rồi, đó là cái đầu tiên để các bạn biết, để khi mà các bạn qua Singapore các bạn không cần phải ra sân bay quá sớm. Rồi, cái kế tiếp, tại sao Nhi muốn chia sẻ cái này? Tại vì Nhi thấy người Việt Nam mình khi đi du lịch đó, và nếu như các bạn đang coi cái video này để chuẩn bị đóng gói hành lý cho ba mẹ mình và cả bản thân mình để đi du lịch đó, thì cái video này Nhi mong là rất là hữu ích cho các bạn. Đầu tiên, hãy thay đổi cách ăn mặc khi mà đi du lịch. Hãy ăn mặc một cách đơn giản, hãy ăn mặc bớt rườm rà, hãy ăn mặc dễ dàng và thoải mái cho bạn khi di chuyển. Tại sao Nhi nói như vậy? Tại vì không có gì sai khi mà bạn chuộng mặc đẹp hết, nhưng mà khi bạn đi bay á, bạn cần được thoải mái, bạn cần được thoải mái. Bạn nên mang giày chắc chắn và mang những cái đôi giày mà Nhi biết là có giá trị trên thị trường một chút. Nhưng Nhi nghĩ ở Việt Nam mình đi tiếp đã tốt rồi, đại loại là giày thể thao giống như giày này. Ok, một trong những lý do tại sao bạn nên mang giày thể thao và không nên mang giày cao gót và không nên mang cái dép lào khi đi bay. Như các bạn biết là chồng cũ của Nhi là phi công, cho nên là Nhi được cơ hội để học hết những cái về an toàn bay. Các bạn phải biết nếu như mà bạn di chuyển ở trên máy bay á, nếu như mũi giày của bạn, gót giày của bạn hoặc dép của bạn trơn trượt á, mà khi máy bay shaking á, dịch chuyển á, bạn sẽ bị dạng như là đập lên trên sân nhà rồi rớt xuống, bạn sẽ bị chấn thương. Tất nhiên cái xác suất đó nó rất là hiếm, nhưng mà nó vẫn có tồn tại. Ok, cho nên là và nếu như bạn đi bay nhiều như vậy, khi mà bạn tuần nào cũng bay thì biến nó trở thành một cái đồng phục luôn. Ví dụ như đây là cái đồ Nhi luôn đi bay: áo thể thao, quần thể dục, vớ bịt hết cái chân và tất. Tại sao? Tại vì trên nó rất là lạnh, trên máy bay nó lạnh, và với lại Nhi cũng muốn đi nhanh, tốc độ nhanh, và Nhi không cầm gì nhiều hết. Các bạn thấy Nhi đi bay Nhi chẳng cầm đồ gì nhiều hết, Nhi cũng không trang điểm, Nhi chỉ bôi dưỡng da thôi. Tại vì cái máy lạnh ở trên máy bay nó rất là độc cho da nha các bạn, cho nên các bạn bôi dưỡng da rất là quan trọng. Nhi cầm thêm một kính, nếu ở trên đó quá nắng thì rọi thôi. Nhưng mà thêm một cái nữa, khi các bạn đi bay các bạn không nên đem ví dụ như túi xách hiệu, đồ hiệu. Tại vì á, bạn có đeo đồ hiệu á, họ cũng bắt bạn để dưới sàn nhà hoặc là để trước chân bạn, và nếu như cái túi nó quá bự họ bỏ lên trên á, bạn cũng sợ mất đồ. Cho nên cách tốt nhất là khi bạn đi du lịch á, bạn hãy làm cho mọi thứ thiệt là đơn giản nhất có thể. Có thể bạn sẽ bỏ nó vô ký gửi chẳng hạn, nhưng mà không nên mang vác nhiều, nó bất tiện cho cái việc đi lại của bạn trên máy bay. Như biết có rất nhiều bạn nữ muốn chụp hình đẹp để mà đi du lịch này nọ, nhưng mà tin như đây, nếu như bạn đã bắt đầu đi du lịch nhiều rồi á, có kế hoạch để mà chuẩn bị cho cái cơ thể của mình là khi mình đi bay á, mình ngủ làm sao, mình ngồi làm sao, vân vân. Rồi Nhi cũng bay rất là nhiều, từ giá rẻ cho tới bay máy bay ví dụ như Singapore Airlines, hãng thương gia và vân vân. Nhi muốn chia sẻ video này cho cả hai nhóm người, những cái bạn mà có khả năng mua business class thì nghĩ chẳng cần phải coi video này. Đây là video dành cho những bạn mà mua vé hạng phổ thông hoặc là những cái vé giá rẻ để bay. Một, hãy cẩn thận với hành lý của bạn và đừng có ráng làm ráng thêm hành lý lên, tại vì những cái hãng giá rẻ nó thực sự nó cần kiếm tiền từ bạn bằng việc là bạn quá lố hoặc là quá ký.
Cho nên là khi đi, nếu như bạn biết bạn có 7 ký sách tay thì làm sao ráng cho nó 6,5 ký là được rồi. Tại vì bạn không muốn ra tới sân bay và cái cảnh bạn mở tung hành lý của bạn ra, rồi bạn phải vứt hành lý lại, hoặc là bạn phải tháo hành lý lại, hoặc là bạn phải trả lên 2-3 triệu. Có những lúc đi ra sân bay, tại vì Nhi nghe được tiếng Việt Nam, có mấy chị ở Việt Nam mua vé nhưng mà không mua hành lý và đi ra sân bay. Ở Singapore nó tính cho họ tới 200 đô, tức là cả 4 triệu, tức là tiền hành lý còn nhiều hơn tiền vé nữa. Và họ đứng đó, họ không biết là họ nên vứt hành lý lại ở Singapore hay là họ nên đi về. Và đó là một trong những cái tình huống khi mà bạn mua vé cho người nhà, hãy nói với người nhà là đừng có suy nghĩ như là xe buýt hay là chợ, là kệ nó, người ta thế nào người ta cũng chăm trước cho. Xin lỗi các bạn nghe, mỗi cái ký lô mà bạn để lên máy bay á, ok, là nó tốn nhiên liệu của hãng hàng không. Đó là lý do tại sao hãng hàng không nó muốn biết chính xác là hôm nay có bao nhiêu ký ở trên cái máy bay. Thiệt sự là vậy, nhiên liệu nó quyết định rất nhiều đến chuyện là sức nặng của những người trên máy bay, cũng như là cái tốc độ bay của máy bay. Tôi lặp lại, chồng cũ của tôi là phi công, tôi học mấy cái này tôi biết rất là nhiều, cho nên tôi muốn mấy người không mắc khuyết điểm đó, ok. Rồi thêm một cái nữa, khi các bạn đi bay với trẻ em, ok, và đây là một trong những cái mà Nhi cảm thấy người Việt Nam mình hơi bị thiếu kiến thức. Nhi muốn mọi người hãy nâng cao cái kiến thức lên, nhất là đi với những trẻ em và trẻ nhỏ. Một là bạn phải ép con bạn để nó đeo seat belt, hay như còn gọi là dây bảo hiểm. Các bạn phải biết như Nhi nói á, tức là khi máy bay mà nó gặp thời tiết, hay là nó gặp mây, hay là nó gặp cái lúc mà giật máy bay á, là con bạn bay lên một phát mà con bạn rất là nhỏ, nó chắc chắn gãy cổ đó chứ không phải giỡn đâu. Cho nên là hãy thương, nếu bạn thương con bạn nên bắt con bạn học cái thói quen xài seat belt. Và nếu như bạn là cha là mẹ thì bạn lại càng phải khuyến khích con mình học những cái này từ hồi nhỏ, và giải thích cho con là tại sao. Nếu bạn nói em bé quá nhỏ và khóc thì hãy bày cho nó cách thả miệng, tại vì thường cái lỗ tai nó ù quá, mấy đứa nít các bạn nó ù tại vì nó đi bay á. Thì như vậy bạn có thể chuẩn bị sẵn kẹo, một cái gì đó nhỏ nhỏ cho nó ngậm. Bằng cách làm sao, tức là ví dụ như con bạn mình lên mà nó bị ù lỗ tai, bạn cho nó ngậm một viên kẹo để nó để cho nó không có bị ù lỗ tai thì nó sẽ không có khóc. Nếu như các bạn đi giá rẻ thì chắc chắn các bạn lên đó nhiều hồi, các bạn không có màn hình như là những cái hãng thương gia, hãng cao cấp hơn, thì các bạn cần có nhu cầu để coi tivi, coi video, coi music, vân vân. Thì nếu như các bạn điện thoại các bạn có Netflix, tài khoản Netflix coi phim chẳng hạn, thì một đêm trước khi mình bay đi, mình tải vô trong điện thoại của mình một cái bộ phim nào đó 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng. Ví dụ như vậy, mình phải lên kế hoạch, các bạn đi bay là mình phải lên kế hoạch, các bạn biết không? Rồi song song với cái đó, bạn cũng phải biết được là nếu như mình không tải nhạc thì mình tải phim, nếu mình không tải phim thì mình tải một cái gì đó để đọc chẳng hạn. Thì bạn cũng biết được bạn xài thời gian 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng trên máy bay, bạn không có cảm thấy vô nghĩa. Được thì bạn mua thêm một cái đế, giống như vậy nè, hoặc mua cái đế mà để điện thoại á, để trên bàn á, bạn cầm theo nó rất là nhỏ gọn, cái này đi qua cửa hải quan được. Và khi mà bạn lên máy bay đeo một cái túi thiệt là nhỏ như vậy thôi. Nhi đeo một túi rất là nhỏ. Tại sao Nhi đeo một cái túi nhỏ và gọn như vậy? Tại vì bạn chỉ cần để bát bo, điện thoại, một chai nước là cùng. Được chưa? Thì khi mà bạn để những cái thứ cơ bản như vậy, bạn không đeo một cái túi quá cồng kềnh, bạn có thể đeo một túi nhỏ này phía trước, gọi là túi bao tử đó. Xong rồi bạn có thể đeo một túi bự phía sau lưng. Thì cái túi bự phía sau lưng bạn có thể dùng nó để bỏ lên trên hoặc là bỏ xuống dưới phía trước chân của bạn. Tất nhiên không được đem nước, không được đem mỹ phẩm dưỡng da, dầu gội. Tôi thấy có rất là nhiều những cái anh chị Việt Nam khi đi bay á, họ mang nguyên một cái chai dầu gội ở nhà mà họ để xách tay vậy đó. Các bạn phải hiểu được là khi mình đi như vậy, mình ra mình tưởng nó là mình tiết kiệm tiền nha các bạn, nhưng mà vô tình bạn đi ra họ không cho bạn đem theo á, bạn vứt nguyên một cái chai dầu gội như vậy luôn thì rất là phí tiền cho bạn. Còn gì nữa ta? Tại vì Nhi phải đem hết những cái mà hồi xưa Nhi mắc khuyết điểm. Mặc quần ngắn. Mấy bạn nữ hay thích mặc quần ngắn. Nhi cũng vẫn thích mặc quần ngắn khi đi bay lắm. Nhưng mà hãy nhớ là nếu như mà máy bay có chuyện mà bạn té với trầy xước, với chấn thương chân á, da trầy trục á, cho nên là nếu được thì hãy mặc quần dài. Những cái mà mấy bạn đi du lịch ở Singapore thì Nhi cũng đã chia sẻ rồi, nếu các bạn qua Sing thì các bạn nên mặc đồ đường hoàng một chút. Tại vì ở đây người ta dễ biết là con gái Việt Nam bằng cái cách mình mặc đồ. Như gì khác rồi, như ở đây với lại như có thẻ xanh rồi, giờ như muốn mặc cái gì cũng được. Khi các bạn có thẻ xanh ở đây rồi, bạn muốn mặc gì cũng được nha. Nhưng mà khi bạn chưa có thẻ xanh thì thiệt sự là cái ấn tượng đầu tiên với hải quan nó mắc cười lắm. Nó vẫn quan trọng đến chuyện bạn mặc đồ. Rồi gì nữa ta? Ăn uống.
hãy ăn những cái thứ nhẹ, đừng có làm cho bạn đau bụng. Nếu được thì hãy luôn đem theo thuốc đau bụng này, thuốc chống nôn, chống ói, thuốc đầy bụng, trào bụng, thuốc khó tiêu. Hãy luôn sẵn sàng một cái bịch thuốc nhỏ như vậy ở trong cái túi của bạn. Tại vì khi bạn đi du lịch, bạn không biết được bạn ăn trúng cái gì và bạn cần sơ cứu khẩn cấp. Thuốc đau đầu nữa, bởi vì có thể nhiều khi bạn lên trên đó rồi, cũng như là nước ở trong máy bay, ở trong tất cả những cái sân bay á, hầu như nó cũng có cái máy mà nó cho bạn nước ra để bạn hứng. Cho nên nếu được bạn chỉ cần đem một cái chai không thôi, chai nước suối không cũng được, hoặc là chai ở nhà mà bạn mua cái chai đựng nước, được chưa? Nếu như đó là những cái cách mà như có thể bày cho bạn tiết kiệm và có cái sự chuẩn bị trước khi đi bay á, để bạn cảm thấy cái chuyến bay của mình nó nhẹ nhàng hơn. Chứ thấy người Việt Nam mình khi đi bay vẫn còn lỉnh kỉnh và vẫn còn khổ lắm. Cho nên là chỉ muốn chia sẻ mấy cái tip này để cho những cái bạn mà mới bắt đầu cái hành trình đi máy bay nhiều, đi nước ngoài nhiều của mình hiểu. Thêm một cái nữa, các bạn phải luôn có áo khoác. Nhìn thấy người Việt Nam mình luôn quần lạnh, như có áo khoác ở đây thì các bạn ok. Để khi nào như lên thì như mới mặc thôi, có thể như không mặc, bởi vì như tập thể dục nhiều như nóng lắm. Tại sao bạn phải chuẩn bị áo khoác? Tại vì một, người Việt Nam mình rất là dễ lạnh. Hai là bạn không biết được cái sân bay bạn sắp đến nhiệt độ ở cái máy lạnh nào đó là bao nhiêu. Cái tiếp là bạn phải kiểm tra nhiệt độ của đất nước bạn sắp tới để biết được là độ lạnh của nó như thế nào. Tránh tình trạng bạn hạ cánh ở đó và bạn bắt đầu tại vì như còn nhớ hồi xưa trước khi như bay qua châu Âu á, là chồng cũ coi như đã nói là em phải đem áo chống lạnh kiểu như thế nào rồi, tại vì bên đó nhiệt độ đang là âm bao nhiêu đó. Lúc đó như không hiểu, ảnh còn dắt như đi mua cái gì hết cả cái đồ mà lạnh ở trong á, tại vì ở sinh bạn có thể mặc như vậy nè, cất cánh mười mấy tiếng qua đó có tự nhiên lạnh ke teo lạnh cống à. Cho nên hãy kiểm tra thời tiết của đất nước đó trước khi đi. Bây giờ các bạn có Google rồi, cái chuyện đó rất là dễ cho bạn. Rồi tiếp nữa, hãy chuẩn bị những cái thức đồ ăn của Việt Nam mà trong hành lý ký gửi. Nếu bạn có khi cái hành lý ký gửi, ví dụ như mì gói thì phải mua mì gói ly, đừng có mua mì gói gói, rồi làm sao mà nấu ở đâu đó có tô, hiểu không? Thông minh lên, mình phải dùng những cái mưu mẹo mà giúp cho cái việc đi du lịch của mình nó thuận tiện nhất. Mình ăn xong thì mình bất mà mua những cái món mình muốn ăn thì đừng mua quá nhiều nữa, tại vì có những cái đất nước họ không cho bạn đem đồ ăn vô luôn, ví dụ như là Úc, bạn đem như là bạn phạt tiền vậy. Chăm sóc người thân và người nhà khi mà bạn đi du lịch, có một cái như nghĩ là mấy bạn không để ý, nhưng mà khi bạn đi du lịch với người nhà người thân họ có thể không biết về giấy tờ, họ có thể không biết về ghế này nọ, thì bạn cũng phải bắt đầu bày cho họ, bạn cũng phải chia sẻ với họ, bạn không thể nào mà mặc kệ được. Thì những cái mẹo này cũng giúp cho bạn dễ để mà chia sẻ cho họ là ví dụ như cầm bách bò làm sao, bách bò để làm gì, điền thông tin làm sao. Những cái đất nước mà các bạn sắp vô chẳng hạn, như nói ví dụ như sinh khi các bạn vô, họ nói là bạn không đem những cái chất cấm gì, những cái chất gì bạn được đem, rồi làm sao để bạn sử dụng mấy cái phương tiện ở trong máy bay như thế nào, đồ ăn sao, nước uống sao. Như còn nhớ có những cái chuyến bay như thấy mấy cái người mà bay Trung Quốc á, họ dùng sân bay, họ dùng hãng hàng không của Singapore, nhưng không có muốn nói hãng nào. Thì cái luật của hãng là họ không cho bạn đem đồ ăn của bạn lên rồi bạn chế biến rồi bạn nấu, mà vẫn biết mấy người Trung Quốc rồi, họ cũng đem luôn cả mì gói, họ đem lẩu đồ lên, họ xin nước sôi xong bạn ngồi chế họ ăn bình thường vậy. Thì tránh những cái tình trạng mà mình bắt chước những cái thói quen xấu của những cái đất nước khác để bớt, để ảnh hưởng, để không có ảnh hưởng đến cái nhìn của những cái người nước ngoài đối với đất nước của mình. Các bạn nói hình ảnh, nhưng mà thực ra đối với gì đó không phải là hình ảnh, đó gọi là phép lịch sự. Giống như chuyện bạn được mời đi qua nhà người ta để ăn giỗ, cái xong rồi bạn nói tôi được đi ăn giỗ nhưng mà tôi không thích ăn đồ giỗ nhà mấy người, tại giỗ nhà mấy người đồ đắt tiền quá, tôi không có tiền mua, tôi không có tiền ăn, không có tiền gì đó, cho nên là tôi tự đem đồ nhà tôi nấu qua để giữa cái bàn ăn giỗ vậy đó. Thì các bạn biết nó rất là kỳ. Nhưng không nói các bạn không được đem đồ ăn, nhưng mà hãy đem những cái đồ gọn nhẹ thôi, đừng có lỉnh kỉnh. Đồ Việt Nam mình đôi khi nó hơi lỉnh kỉnh, và bạn biết rõ nhà bạn là món gì, là những cái món mà mọi người có thể ăn được gọn nhẹ nhàng. Ok, hôm nay như chỉ nhớ được chừng đó thôi. Nếu như mà các bạn có câu hỏi gì về tiếp đi du lịch hay là những cái mẹo mà Nhi dùng khi đi du lịch thì các bạn có thể hỏi, nếu như Nhi biết thì Nhi chia sẻ cho các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye.